Một trong những điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023, đó là dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đạt con số lớn nhất từ trước đến nay, với gần 900 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thêm 56 dự án, gồm 42 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và 14 doanh nghiệp vốn trong nước với tổng vốn đăng ký trên 570 triệu đô la Mỹ và gần 2.000 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 50 dự án với số vốn tăng thêm gần 200 triệu đô la Mỹ và trên 1.000 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng là 894 triệu đô la Mỹ, gấp gần 2 lần kế hoạch cả năm là 450 triệu đô la Mỹ và bằng 122% so với năm 2022. Một số dự án có vốn lớn đăng ký đầu tư là dự án sản xuất phim phân cực LCD sử dụng cho điện thoại thông minh và ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn Nito Việt Nam với trên 130 triệu đô la Mỹ, dự án nhà máy Acecook Thăng Long của công ty cổ phần Acecook Việt Nam với gần 90 triệu đô la Mỹ, dự án sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại di động và máy tính của công ty trách nhiệm hữu hạn COT Việt Nam với 45 triệu đô la Mỹ. Đến nay trong các khu công nghiệp đã có 546 dự án, trong đó có 308 dự án FDI và 238 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6,1 tỷ đô la Mỹ và 35.200 tỷ đồng.